Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh Ngọc Vóc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn dành với thời gian click vào xem video tiếp theo của mình. Chia sẻ các bạn hôm nay là thứ ba, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 các bạn. Đó, thì sáng nay mình đi mua bò, mình bắt được tổng thể là hai em siêu phẩm đang đứng xe đây các bạn. Đó, hai em nghe cái livestream. Nói chung là cái độ dày của nó, độ độc của nó thì khôi phai băng rồi các bạn. Đó, thì giá thì mini thôi, giá chỉ có mười mấy triệu một con thôi. Đó, bây giờ mình quay chi tiết hai con nghé này, báo giá công khai luôn cho các bạn xem tham khảo. Rồi, bắt đầu vào nội dung chính mình. Đó, chi tiết hai con nghé này nha các bạn. Rồi các bạn. Đó thì sáng nay tình hình là đi giao con nghé đực. Đó, đực này được lỡ bạn, thì giao cho ông anh trong bầu dồn đây. Đó, thì con nghé đực này thì mình bán cho anh là giá 17 triệu 500 ngàn. Đó, nghé đực lỡ. Đó, giờ bắt đầu cắt bò lên xe. Đó, cho đi giao cho ông anh. Đó. Bộ mẹ con này mình về mình đỡ lại luôn rồi các bạn. Đó, đi còn cái đực đây. Đó, cái đực này sáng nay cũng đi giao luôn. Đó là hết bò. Đó, giao về bên bầu dồn này cho ông anh. Đó, anh về anh còn nuôi bò béo thêm. Đó, nghe đực lỡ rồi các bạn, đỏ đẹp. Có xác. Đó. Nói chung hơi ốm gần gần mà có xác. Đó, lên được không? Đó, về chủ mới. Đó, thì nói chung là mình cũng không có đi giao được nha các bạn. Đó, thì cũng chúc anh nuôi con bò về mèo ăn trong lớp. Đó. Rồi, lên đường. Đó. Nghe được lỡ đó các bạn. Giá 17 triệu 500 ngàn. Đó, về chợ anh. Mới bắt thì nói chung anh mua luôn rồi các bạn. Rồi, bye bye. Bò tại phải kêu các bạn. Đó, giờ nó đi giờ kìa. Ra một bài nó đi giờ kìa. Ra rồi này. Nó chiều rồi, nó vô rồi, nó ở nha. Đây, con bò này bò thả đông đã rải cứ ăn uống đã từ giờ. Đó, giờ lũ nó đi vô kìa các bạn. Đó, đứng select seller đó các bạn ha, đang đi vô một bài đấy. À, nó kéo nhau bây giờ kìa, đông lắm. Giờ bé con nghĩa nhỏ này mà giờ nó đi vô một bài. Bò bấm lỗ tai. Ở chú bấm lỗ tai hết đa số. Đó, giờ là vô các bạn. Đó, nó chạy vô đấy, đám nó đi vô đấy. Đó, để vùng màn hình qua cho các bạn xem cho rõ. Đó, đó các bạn đang vô đó, đang chạy vô đấy. Đó, đang chạy vô đấy. Rồi đó, nó vô chuồng nha các bạn. Bây giờ nó thấy mình nó sợ. Chưa chạy vô rồi. Đó, lũ đang vô rồi. Chút nó đi một đàn rồi. Con nào cầm đầu vậy chú? Con lớn nhất cầm đầu anh. Nó vô một bài. Lúc bùng hết cỡ ra mình vẫn nét như thường. Nó đang vô đó. À, chân góc là sim. Chút vô bài vậy, sim lùng vô rồi. Thấy mình là mình phải trốn các bạn ơi, thấy mình là không dám vô. Chút bài. À, giờ là vô rồi. Giờ vô anh ạ. Mình ở đây một bài. Hả? À. Chúng ấy, chúng gọi theo quần đâu là chúng. Vô gần ta rồi. À, quay vào vô rồi. Đợt trước mình cũng bắt của chúng có hai con rồi. Đó, cái con mình mua cái con chim rồi đó đó đi. Xác mình cũng đánh hết rồi. À, chim nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi, vô chuồng rồi, đấy. Đây là con đỏ đỏ ấy. Vô đi. Tàu lấy mình. Cô cũng nghĩ là cùng công với cô này. Không nghe hiểu không? Không, mà tao cầm tống gặp cô luôn ha. Tất cả cô luôn ấy. Làm bố ấy. Làm bố hình nha. Làm bố hình. Tao đây cho cô. Khác cái nào cũng là cô ạ. Nó giả mà nó ăn ngon lắm. Thương ấy. Rồi, cho anh xin, anh xin.
Đi, đi con. Dạ. Đi. Có vuột dàm không Thanh? Móc móc cho em nữa đi vuột dàm. Số điện thoại con luôn ấy. 0367. Mấy mấy triệu 888. 228. Rồi. Rồi các bạn nhà lô đi, mà mốt bán chỗ nào đấy rồi rồi. Con chỉ cho đi thêm. Ê, sao vậy? Không đưa cô dắt cho. Cô dắt nó đi không? Dắt lên xe nhà cô dắt. Lên xe, lên xe. Đây là, bước lên, bước lên. Bán bò mà tiếc rồi. Không chịu bán rồi. Lên. Được không? Bước lên đi. Đây, bán bò mà chụp hình làm kỷ niệm rồi đây. Đấy, chú là nuôi con đỏ đây. À, cô là nuôi con trắng đây. Người nuôi con. Bán bò xin số rồi, mốt bán chỗ nào nữa đi thêm nữa đây. Đó, còn con đây nữa. Đó, nè. Đừng chụp con chi nha. Đấy, chụp mò đấy, chụp con chi. Con có nuôi đâu, con bán nữa mà. Được chưa? Con ai đứng dậy không? Đứng lên. Nhìn dạ, không dụ. Nhìn dạ. Để hao giờ nuôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ anh. Tại nó cũng quét, cô đi đâu cũng quét nó đi luôn. Con ai thịt con mà nói. Em canh chuối em khát tàu em lắm á. Sao? Tao chia tay đi, chia tay chia chân nghe đâu lên đường. Đi. Chém bấm. Chưa con giờ đi tính đi nè. Siêu phẩm đây bà con. Đó một kẹp y như in luôn. Đó, một con đực đỏ, con cái đỏ đây là của ông chồng nuôi. Đó, còn con cái mèo móc kim kia là bà vợ nuôi. Ngừng nuôi một con, hai con lai sim hết, mạch cục hết. Ui, nhìn cái dàn đít đó này các bạn, nhỏ ui. Đó, hai con siêu phẩm vậy nè. Đó, ua, cua này gì? Đâu vậy, đâu vậy, đâu đâu vậy? Muốn gió ở đâu vậy? Đâu vậy thầy? Coi, 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 ngật không? Ui, coi các bạn, nhìn hai dàn yếm hai con ấy. Đó, đó. Ui, con trắng thì là dày hơn, con đỏ. Ừ. Con này màu kim, phải màu trắng các bạn, vàng vàng đó đó. Ui, kẹp nghe sao mà như in. Tiền nhiều bánh. Ơi nó ra, ra, ra. Đây các bạn, ít vốn nhẹ tiền mà cho bà đọc. À. Ui, hai con là dây, sao mà là dây. Gơ thật. Cái lưng nó không chứ lưng đít nó không thui bà bơ các bạn. Ui, chân căng nó to. Ui, hết chuyện cho liều máng đứng chờ. Đây các bạn, nhìn những yếm này. À. Ui, dây. Coi. Ngơ tao. Đó, mạch cục. Đó. Lự đen, xe tích còn nghiêm hết. Ui, dây, sao mà dây. Dạo kéo lên yếm nha. Con này 4 vú. Ui, con nhỏ và bánh sữa nè các bạn. Gưa không? Đấy, hàng hàng siêu phẩm này, xe tích còn nghiêm hết. Đây, mình quay cái bộ mông cho các bạn xem. Đó, khâu đuôi bự. Ui, con có lưng ở đây một thớt luôn. Bành hắn luôn các bạn. Tôm tiếc gì vậy? Đó, nhỏ bánh sữa ấy, nghe tô nghe nhỏ bánh sữa gưa chân cánh cọc đây. Ui vậy đó rồi đó thì mình báo giá công khai con nghe cái mèo móc kim này giá 17.500.000 cao 1m1 đó độc nha các bạn, hàng này gọi là hàng độc đó, nghe cái này là cái độc, hai con luôn, hai con một chuồng đó. Con nghe này là của vợ nuôi đó, bà cô đó vợ. Còn đây ông chú, à, chú cũng nghĩ đây. À, giờ nuôi mấy tiếng hơn. Giờ chăm kỹ hơn, à, bán con bò mà tiếc các bạn. Đó, muốn khép luôn à, nói chung là cô muốn khép luôn đó. Đó là bán phải chụp hình rồi. Tiếng nó đi. Đó. Đó, nhỏ mà gọi là siêu phẩm các bạn. Mai mốt cái con này nó mà lớn lên thì phải gọi là đẳng cấp luôn rồi các bạn. Dày cân đầu cân đít. Đó. Quá tốt các bạn, dài cặp mình dài như theo lửa. Đó, giá 17.500.000 còn nghe cái mèo móc kim này, hàng độc này, mai mốt nó lớn lên là phải gọi là siêu phẩm này các bạn. Giờ nhỏ mà cỡ đây là các bạn biết đâu. Đó, mới vô giày hờ múa. À, nhìn cái dàn lưng này đó, ui khối lưng nữa sao mà bằng đầu bằng đít này, mông đuôi này. Đó, ít vốn nhẹ tiền
đó, mà nuôi là gọi là mai mốt nhanh lời các bạn, nhanh lời hơn có bao gì nữa luôn đó. Mai mốt ai cho bà đọc bà cho, nhưng con nghĩ này gọi là siêu phẩm này. Ừ. Rồi tiếp theo siêu phẩm ở đây đấy, đây là của con chú nuôi đây. Con này dây cũng không thua gì con mà một kim này nha các bạn. Con này được cái màu đỏ đó, đấy, nhỏ vẫn sữa này. Ui bốn cái vú, nhìn cái bốn cái nái. À con này nem vú các bạn, bốn vú chính là một vú đeo. À, con này nem vú, ui nhỏ nhỏ mà bánh sữa vú đã đó. Chân càng to. Con này của cái lưng nó cũng gơ lắm các bạn đó. Lưng cũng một thớt luôn. Nói chung hai con này nó cũng tương tương với nhau nha các bạn, 90 ạ. Con đỏ thì nhỏ hơn xíu của dàn yếm ấy. Ui khô dầu kéo này, ui nhỏ bánh sữa chân cánh luôn, gơ thằng đó. Hàng này mà mốt vào tương lai là quay hàng độc rồi các bạn, nó quay thiết xa luôn cho các bạn xem đó. Có bộ đĩa là tốt không, đỏ cháy một mèo luôn, không có lăng o đỏ lử gì hết đó. Này dầu kéo liền yếm nhỏ bánh sữa. Ui thấy hai nghe là tự nhiên mình rung hai cái giò đi không được các bạn. Đó dàn dài, ui xây rất tương nghiêm hết, lửa điên hết. Đấy, con này mẹ cục kéo không? Đấy, coi mẹ cái này. Đấy. Mẹ như man luôn các bạn. Đấy, man nhảy này. Đấy, mẹ sim cha man. Ui, của vậy. Vậy sao mà vậy? Gơ thiệt. Đó, con nghe đỏ này. Giá 16 triệu 500. Đó. Ai ít vốn mà muốn cho bà đọc. Đó, thì bắt cặp nghe này. Đó, 34 triệu. 16 năm với lại 17 năm. Đó, 37 34 triệu. Đó, một cặp nghé như thế này về gài nái. Ui, phải đi xa mà đi coi các bạn. Đó, nhỏ nhưng mà nó có giỏi nha các bạn. Đó. 90 rồi nha các bạn. Đó, mình quay xa luôn cho các bạn xem. Đây con đỏ 16 năm, con móc kim này 17 năm. Ui, này con nghé sao. Thấy mơ mà. Chân cảnh nó to, hai con chân cảnh như nhau, trục nghe khéo quá. Đi đấy, ui chết được. Con này 17 năm này các bạn, nhỏ mà nó có gió các bạn, nhỏ mà nó đập bò đó. Nên mình bán giá nó hơi cao, nói chung là mình ghiền quá mình bán thôi đó. Nghe nghe này gầy nái thầu nhất thuốc cho ông thứ gì vậy. 17 năm, 16 năm. Đó. Tuy nó hơi nhỏ xíu nhưng mà nó đẹp, nó khéo nghĩa. Chuột tương lai mà mấy con nghĩa này mà nó đĩa ra con không đẹp, không lấy tiền này các bạn. Đó. Một kẹp. Ấy nhìn xinh đầu luôn. Khéo quá. 212 chai bò man hết. Mình đùi nhảy ra hết. Đẹp đúng đẹp luôn. Ui, của dạng yếm này. Đó. Yếm này. Đó. Ui, dày. Đê đúc luôn. Rồi đó là tổng quan ngày nay chỉ có hai con thôi các bạn. Hai con nghĩ lấy sim vậy đi đúc đi bỏ mỗi cuộc đời nó hơi múa các bạn đi khéo nghe dày dặn. Ui thì các mình là dài 17 năm và 16 năm đó. Con nhỏ hơn mà được cái màu đỏ các bạn đó, nên cũng ngang ngang tiền nhiều thôi đó, cũng thì là... chi tiết hai em siêu phẩm đã xem đó, thì bây giờ mình đi cắt cỏ thôi các bạn. Đó, thì mình video mình cũng báo giá đó, thì ai có nhu cầu mua hai con nghe này thì cứ số điện thoại bên góc trái màn hình của mình nha các bạn. Rồi nói chung chúc bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye các bạn.